đưa bóng vào, đánh đầu, 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Công Vinh, Trọng Hoàng, Công Phượng là những gương mặt tiêu biểu cho bóng đá Việt Nam nhiều năm trở lại đây. Họ đều là người Nghệ An và đặc biệt đều trưởng thành từ giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, được phát hiện sau những mùa hè cháy bỏng cùng hàng trăm em nhỏ khắp mọi miền quê tranh tài ở thành phố Vinh vào mỗi dịp hè về. Đã bước qua tuổi xưa này hiếm, nhưng như một thói quen của cảm xúc, suốt 20 năm qua, mỗi dịp hè về, nhà báo lão thành Nguyễn Thanh Tiên lại thổn thức cùng giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Cách đây vừa tròn 20 năm, với cương vị là tổng biên tập báo, chủ tịch hội nhà báo tỉnh Nghệ An, thì tôi suy nghĩ là cứ mỗi mùa hè tới thì hàng chục vạn thiếu niên nhi đồng Nghệ An phải có một cái sân chơi gì. Từ cái suy nghĩ như vậy thì tôi trao đổi với anh Nguyễn Hoàng Thu, giám đốc Sở Thể thao, là tôi muốn lập cái giải bóng đá thiếu niên nhi đồng của tỉnh mà do Báo Nghệ An đăng cai, để tạo cái sân chơi bổ ích lành mạnh cho các cháu thiếu niên nhi đồng vào những cái dịp hè. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng là sản phẩm từ ý tưởng phải tạo ra một sân chơi rộng khắp cho trẻ em xứ Nghệ. Những ngày đầu gian khó ấy, Báo Nghệ An đã nhận được sự ủng hộ của các thế hệ ngành lãnh đạo thể dục thể thao và chính quyền địa phương các cấp. Nhờ cái giải này ấy, thì nó có, chúng ta là sản sinh rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng cho đội tuyển Sông Lam cũng như đội tuyển quốc gia, chính là làm một cái sự lan tỏa cho tất cả các cái thế hệ trẻ là ở các miền. Bên cạnh đó, giải đấu cũng may mắn nhận được sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân. Nổi bật nhất trong số đó là công ty bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh và công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An, những người đã đồng hành thủy chung cùng giải đấu ngay từ mùa đầu tiên. Qua cái 20 năm gắn bó đồng hành cùng cái giải đấu thì chúng tôi đánh giá là cái giải đấu là đạt nhiều thành công, trong đó tạo ra cái sân chơi lành mạnh cho trẻ em trong những cái ngày hè. Chúng tôi cũng rất vui là và qua cái giải đấu này thì chúng tôi cũng mong muốn là Báo Nghệ An, các cơ quan ban hành, ban ngành địa phương thì tiếp tục là xây dựng và phát triển cái giải đấu này thành công hơn nữa. Và chính là cái mong muốn mà nhất là cái nền bóng đá của Nghệ An mà phát triển là nền tảng đầu tiên là từ bóng thiếu niên gì đâu. Nên chính vì vậy nên chúng tôi là tài trợ liên tục, những điều rất phấn khởi và cũng mong rằng là Báo Nghệ An duy trì và hàng năm cứ tổ chức được nó phát triển hơn và đưa cái nền bóng đá của Nghệ An càng ngày càng phát triển. Với sự lớn mạnh không ngừng của giải đấu, những người cầm bút trên quê hương Bắc Hồ cũng có những niềm tự hào riêng, bởi trong suốt 20 năm qua, các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An đã đồng cam, cộng khổ, cùng lăn lộn về các phường, xã trên toàn tỉnh, cùng với chính quyền địa phương bàn phương án tổ chức giải đấu thành công. Ban biên tập chủ trương phải xã hội hóa giải rộng rãi hơn nữa. Với lợi thế của mình, tôi đã liên hệ với một số đơn vị tìm nguồn tài trợ cho báo để giải phát triển ổn định lâu dài. Đến nay, nhiều đơn vị vẫn thủy chung với giải. Ngoài là tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho các cháu, thì các đơn vị còn phát triển được cái thương hiệu của mình, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Năm 2016, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo Nghệ An bước sang năm thứ 20, đánh dấu một bước tiến mới của giải đấu trẻ có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 30 đội bóng của 21 huyện, thành, thị trong tỉnh tham dự ở hai lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng. Với một tư cách là trưởng ban tổ chức giải, tôi xin được cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến tất cả các những cái người hâm mộ đối với bóng đá Sông Lam Nghệ An, cũng như là đối đã ủng hộ cho cái giải bóng đá thiếu niên nhi đồng của chúng ta. Và cảm ơn các cầu thủ nhí suốt rất là nhiều thế hệ suốt 20 năm qua và các bậc phụ huynh cũng như là các cơ quan đoàn thể, các địa phương và lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện và đồng hành với ban tổ chức. Và chúng tôi mong muốn thời gian tới là chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được cái sự đồng hành và cái sự quan tâm yêu ái dành cho cái giải bóng đá thiếu niên nhi đồng này. Báo Nghệ An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An khẳng định và cam kết sẽ làm hết sức mình để có một mùa giải thành công trọn vẹn, tiếp tục nâng tầm giải đấu
để sân chơi này ngày càng trở nên hấp dẫn, chuyên nghiệp hơn, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của hàng triệu người dân xứ Nghệ, xứng đáng với thương hiệu của một giải đấu truyền thống bậc nhất Việt Nam.